Mày tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái video để sửa con máy in Canon 2009. Con này nó đang bị một cái lỗi là giấy nó cuộn tròn tại cái điểm lên này này. Đấy, cuộn. Nó cũng đã lên được một đoạn rồi nhưng mà đoạn còn lại nó cuộn tròn ở dưới này. Thì sau đây tôi sẽ tháo máy ra để xử lý cái lỗi. Con máy này khá là tã, thì nó các lẫy đẩy ở đây nó bị lỗi này. Chúng ta phải tháo rất là nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng. Tháo giấy này. Cục giấy này cũng có vẻ tháo khá nhiều bởi vì là tôi nhìn thấy ốc cũng như là nó đã cháo đổ rồi. Đấy, tháo ra này. Chứng tỏ là cái cụm sấy này nó không bình thường rồi. Khi tôi quay cũng không quay được. Không quay được vậy. Tôi kết luận ngay là con này nó đang bị lỗi cái lỗ ép. Lỗi cái lỗ ép. Rất nhiều cái bệnh liên quan đến cái vấn đề là nó cuộn ở đây, cuộn là không kéo được giấy. Thứ nhất là liên quan đến cái vỏ lụa này, đấy. Thứ hai là cái lỗ ép. Thứ ba nữa là nó còn liên quan đến có một cái vật thể nó kẹt ở đây,
cũng đều dẫn đến cái lỗi như thế. Đây tôi sẽ thay lỗi ép. Còn lỗ ép thì nó bị trượt hẳn các bạn ạ. Nó trượt hẳn ra. Nó bị trượt rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay thế thôi. Bởi vì cái này một khi đã trượt là nó không 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 trở lại được vị trí. Không có lớp kết dính đấy nữa. Đây lỗ ép của ngoài cao hộp chí này. Đây là một cái lỗ ép mới này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái cao su nó rất là chặt, nó bám chắc vào đây luôn. Lắp vào bình thường đúng không anh? Sau khi lắp vào chúng ta sẽ lắp bằng cái vỏ lụa vào cái vỏ sứ này. Cái bệnh kẹt giấy này nó có rất là nhiều cái linh kiện liên quan đến. Tuy nhiên là hôm nay tôi vừa hướng dẫn các bạn xử lý một trong những cái lỗi như thế liên quan đến lỗ ép. Kẹt giấy là một trong những cái bệnh rất là phổ biến ở con dòng máy in Canon 29 nói chung nói riêng. Hôm nay là các dòng máy in đen trắng nói chung. Nên hy vọng là qua cái video này thì các bạn có thể xử lý được rất nhiều vấn đề. Xử lý được rất nhiều dòng máy in. Quên mất cái chuyện là mà nói là tôi hơi lắp ngược cái nói chuyện tôi
cây có mấy cái nữa. Tôi đã từng nói các bạn rất nhiều lần về cái linh kiện của về cái cách sửa chữa máy này, là quan trọng nhất là chúng ta phải phán chúng ta phải xác định được cái bệnh thì chúng ta việc sửa chữa nó mới nhanh mới chuyên nghiệp, tiền cái sự chuyên nghiệp của chúng ta trong cái xử lý cái lỗi, cũng như cái bệnh vừa rồi thì tôi cũng đã chỉ cho các bạn là cách sửa chữa nó rất là nhanh gọn. Còn về cái thay thế nhanh hay chậm thì do cái kỹ năng của chúng ta thôi. Được rồi, tôi đã lắp rồi. Thì riêng cái việc lắp cái sấy này, cục sấy này thì tôi đã có video cho các bạn rồi. Tôi sẽ ở đây nói thêm nữa, không nói rõ cái vấn đề đấy nữa. Để chúng ta chỉ cần lắp đặt vào thôi. Quan trọng nhất là chúng ta xác định được cái lỗi để chúng ta tiến hành xử lý. Cái cục giấy sau khi ta lắp vào này, các bạn xoay nhé, xoay thử. Giấy đã xoay rất là đều. Xoay đều các bạn nhé.